Rồi, hello, chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay lại có hàng, nhưng mà hôm nay về ít hàng lắm nha mọi người. Hôm nay cũng có nhiều chừng nhiều ha. Thì bên em là chuyên bán điện thoại cũ nha mọi người. Thì anh chị nào có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn gì, mình có thể gọi trực tiếp số điện thoại này giúp anh em ha. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất này thôi, 0767347340. Bên em có đang hiện trên màn hình nha mọi người, 0767347340. Thì đây là cái kênh YouTube của em, thì có một số video em đăng đó mọi người. Tất cả các video luôn em đều để số điện thoại công khai trên đây hết nha mọi người. Đó, ngày tháng em đăng video nè. Nếu mọi người muốn biết thêm chi tiết mình bấm vô phần mô tả video. Đó, địa chỉ cửa hàng bên em 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cửa hàng bên em cũng có bán tại nhà nha mọi người. Thì mọi người tới trực tiếp cửa hàng thì mình test máy ok thì mình trả tiền ha. Đó, bên em cũng có giao hàng toàn quốc nha mọi người. Hình thức giao hàng thì mình vui lòng đặt cọc trước giá 100.000, tiền cọc sẽ trừ trực tiếp vào tiền máy và phí ship là 1.000 đồng nha mọi người. Thì sẽ có nhiều hình thức đặt cọc lắm, mình sẽ đặt bằng thẻ cào điện thoại Viettel, Mobi, Vina hoặc chuyển khoản ngân hàng hoặc là chuyển khoản Momo nha mọi người. Đó, tài khoản ngân hàng em có để đây đây luôn, nó đầy đủ hết nha mọi người. Chính sách bảo hành, chính sách mua hàng bên em để đầy đủ hết ha. Cần gì mình cứ gọi trực tiếp số điện thoại giúp anh em ha, 0767347340. Rồi, hôm nay vô mấy cây thanh lý luôn. Nói chung là bán đi thì phải có thu lại nha mọi người. Máy của em thì bên em vẫn thu lại bình thường, hôm nay mới thâu lại của khách mọi người. Samsung A5 2017, men zin màng zin đó, viền góc này. Nói chung con này ngoại hình phẩy nha mọi người, nhưng mà khách đầu tư gấp lưng rồi, đã dán cường lực coi nha mọi người. Màn hình zin nha, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, A5 2017, màn hình zin, pin 3200, mã chính hãng Việt Nam, máy full chức năng. Đây, cảm ứng ok hết, con này màn zin nha mọi người. Đây, ok hết, không loạn liệt, không đớm sọc, không mụn. Đó, camera sau 16 chấm, camera trước cũng 16 chấm luôn. Đó, hôm nay giá hành lý thôi, hôm bữa bán cho khách rồi, hôm nay quay lại. Đó, loa liếc ok. Ok hết, A5 2017 thì giá hôm nay đang bán con này là 1.100.000, 1.100.000 nha mọi người, tặng kèm trong góp đơn giấy cường lực, chưa bao gồm cáp sạc nha. Nếu anh chị mua thêm cáp sạc thì vui lòng cộng cho em thêm 100.000 nha, tại hiện tại giá báo ra không có cáp sạc. Rồi, tiếp theo hôm nay con này nè, con này siêu nhỏ, con này siêu nhỏ, siêu mini mọi người, Sharp AWS mini R2 mini, cấu hình cực kỳ mạnh, chiếc Snapdragon 845, nhỏ siêu siêu à. Con này nó nhỏ cỡ iPhone 5 á mọi người, 5S á. Sharp AWS R2 mini, chip Snapdragon 845, màn hình 120Hz. Pin con này 2500, nói chung pin con này xài bình thường mọi người. Nó cũng không mạnh lắm ha. Đó, đây. AWS R2 mini là dòng compact đó mọi người. Đây, chip Snapdragon 845, màn hình 120Hz, pin 2500, máy một SIM mã Nhật, màn hình 5.2 inch, vân tay đầy đủ. RAM 4GB, 64GB. Nói chung là con này máy nhỏ gọn nha mọi người. Được cái màn hình ok. Màn hình tần số quét cực kỳ mượt. Bấm đó, tần số quét 120Hz, RAM 4GB, 64GB, nhỏ mà có vỏ nha mọi người. Đó, anh chị hỏi iPhone 5S thì hôm nay có dòng Android nè. Đó, cực kỳ mượt luôn ha. Đó, camera đầy đủ, full chức năng. Cam trước, cam sau đầy đủ luôn. Đây, camera sau, camera trước ok hết. AWS mini nha mọi người. Đó, nhỏ xíu à. Thì con này em mua của khách, khách qua bán tại thấy dòng này lạ quá mà cấu hình cũng cao, thì con này giá em đang bán là 1.500.000, Sharp AWS R2 Compact Mini vậy mọi người. Đó, chip 845, màn hình 120Hz, máy một SIM nha, tại thị trường Nhật nó chỉ có 1 SIM thôi, giá 1.500.000. Rồi, tiếp theo hôm nay về được cây mọi người, Samsung Galaxy C9 Pro, mã chính hãng Việt Nam, ngoại hình cỡ 96%. Đó, nó không cứng móp vậy mọi người, nhưng mà cái dòng này là cái dòng khung nhôm, cái vỏ nhôm mọi người, nên nó có người ta xài ốp lưng một thời gian á, nó sẽ hơi bị phẩy phẩy xíu. Đó, mặt trước kính đẹp luôn. Samsung Galaxy C9 Pro, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, màn hình 6 inch, pin con này 4000, camera sau 16 chấm, camera trước 16 chấm luôn. Full chức năng, 2 SIM thẻ nhớ đầy đủ. C9 Pro nha mọi người. Đây, cảm ứng không loạn liệt. Ok hết. Màn hình 6 inch cực kỳ to nha mọi người. Con này mặt nó bự gấp đôi con này nè.
Đó, con mini nó có tí xíu xíu vậy ha. Con này nó bự gấp đôi con sáp này luôn nha mọi người. Thì con hình như là sáp AWS R2 một số nơi đang bán 1,7 triệu 8 á, thì con này là bản mini, là bản màn hình nhỏ hơn xíu. Thì giá bán 1,5 triệu thôi. Nói chung là giá bán chơi vui. Tại mua rẻ thì bán rẻ. Nói chung cái dòng này lạ quá. Đó, mấy con này thì full chức năng, hai sim. Thẻ nhớ đầy đủ RAM 6GB, SAM 4GB, C9 Pro nha mọi người. Ok. Samsung Galaxy C9 Pro thì giá con này đang bán là 1,650 triệu, 1,650 triệu ngàn. Rồi tiếp theo hôm nay về được hai cây nè. LG V30 tặng cho mọi người thêm ốp lưng ha. Đó, nói chung là vét được hai cái ốp lưng thì bán thì tặng luôn chứ không tính tiền thêm nha. Còn cáp sạc thì mọi người nếu mà lấy cáp sạc thì vào cộng tiền thêm. Tại cáp sạc thì em phải mua thêm, còn ốp lưng này em thó được của người ta. Thì em về em tặng cho quý vị thôi nha. LG V30. Ngoại hình cỡ 97-98% mọi người. Viền kim loại, hai mặt lưng kính trước sau, màn hình cong luôn. Đó, anh chị nào hỏi S8, S8 Plus có thể tham khảo dòng này nha. LG V30, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip Snapdragon 835. Pin con này 3.300, con này pin nó trâu hơn Samsung S8 nha mọi người. Được cái màn hình con này cũng AMOLED 2K, nhưng mà cái công nghệ của LG thì nó kêu là màn hình BOLED, độ phân giải 2K, chip 835, camera sau 16 chấm, 13 chấm, vân tay phía sau nha mọi người, camera trước 5 chấm. Nó 5 chấm nhưng mà nó vẫn có góc rộng nha mọi người. Tại LG cái phần mềm của nó hay lắm. Đây, góc thường nè, góc rộng nè. Đó, góc rộng như hang động luôn ha. Cam trước nó vẫn có góc rộng nha quý vị. Đây đổi cam trước, góc thường đúng không? Góc rộng nè, đó nó rộng được xíu. LG V30 màn hình cong ba mọi người, con này là màn hình zin nha, tặng kèm cho người ốp lưng đầy đủ luôn. Con này cũng là flagship một thời của LG mà. Đó. LG V30 hôm nay em có hai màu, màu bạc với lại màu xanh xanh dương, tặng kèm cho mọi người thêm cáp lưng. Anh chị nào có cáp sạc Type C rồi mình có thể khỏi mua thêm cáp sạc, còn nếu anh chị có nhu cầu mua thêm cáp sạc thì cộng cho em thêm 100 ngàn nha. LG V30 thì hôm nay em bán với giá là 1,8 triệu, tặng kèm cho mọi người ốp lưng 1,8 triệu nha mọi người. V30 chip 835 màn hình cong. Rồi tiếp theo Oppo F9, Oppo F9 hôm nay em còn hai cây hai màu, màu xanh với lại màu tím. Nếu anh chị mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em 0767347340, số điện thoại đang hiện trên màn hình ha. Oppo F9 máy đẹp 98-99%, full chức năng, hai sim, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Đây là F9 bản 128. Đâu rồi ta? Rớt mạng rồi, để em xíu nha. Đây là Oppo F9 màn hình giọt nước, có sạc nhanh VOC, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin con này 3.500. Đây, bản RAM 6 128, pin con này 3.500 nha mọi người. Màn hình giọt nước nè, camera chính 16.2 chấm, camera phụ 25 chấm là camera trước đó mọi người. Pin 3.500, hai sim chip Helio B60, máy full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ, tặng kèm cho mọi người ốp lưng với lại dán cường lực luôn nha. Con này thì cổng sạc micro USB, nếu ở nhà anh chị có rồi thì cứ lấy mà dùng không sao hết, tại cái cổng này nó quá phổ biến rồi mọi người. Đó, có lấy nét tự động, là lấy nét theo khuôn mặt đầy đủ nè. Camera sau 16 chấm. Ok hết ha. Thì giá con này em đang bán vẫn như cũ luôn, 1,950,000, tại đây là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB nha mọi người. Nếu anh chị mua bản RAM 4GB, 64GB nó có thể giá 1,7, 1,8 là bình thường. Nhưng mà bản bên em là bản 128GB. Rồi, V-Smart Active 3 hôm nay là full option luôn nè. Tặng kèm cho người ốp lưng, dán cường lực gì? Cường lực nano gì mà mua 40 ngàn, 50 ngàn miếng nha mọi người. Hôm nay là có thêm miếng cường lực nano nha. Đó, có sao báo vậy đây. Cường lực nano, nét căng. Mặt trước đẹp keng, máy đẹp keng 98-99% luôn mọi người. Đó, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho người ốp lưng, dán cường lực luôn. Con này là V-Smart Active 3 bản full option, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, chip Helio B60 luôn. Con này là camera thủ thuật, camera chính 48 chấm, camera phụ 16 chấm nha mọi người. Đây. Cam trước 16 chấm nè. Cam sau 48 chấm. Đó, máy full chức năng, hai sim. Chip Helio B60 loa liếc ok. T3 thì hôm nay em có full phụ kiện nha mọi người, ốp lưng, dán cường lực luôn. Thì giá em bán vẫn như cũ luôn, 2 triệu đồng. Và bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB nha. Rồi, mới giao lưu đủ khách mấy cây nè mọi người. Đây là Oppo A5 2020,
phiên bản RAM 4GB 128GB máy nguyên zin, ngoại hình cỡ 96%. Đó, đã dán bê bép chống trầy cho mọi người luôn rồi ha. Mặt trước đã dán cường lực luôn, mặt trước đẹp keng luôn, không chạy luôn. Con này là anh năm 2020, nó sẽ có hai phiên bản RAM 364 và RAM 4 128 nha mọi người. Đây. Con này là RAM 4 128, có thể cộng thêm 3 GB RAM ảo nữa nè, nhưng mà thực tế RAM của nó vẫn là 4 GB nha mọi người. RAM 4 GB bổ trong 128 GB. Con này màn hình 6,5 inch cực kỳ to nha mọi người, pin siêu trâu 5000, chip Snapdragon 665, RAM 4 128, 4 camera sau 12 chấm, camera trước 8 chấm. Máy full chức năng, 2 SIM thẻ nhớ đầy đủ, mã chính hãng Oppo Việt Nam. Cảm biến, cảm ứng không lạng liệt. Đây, camera sau, camera trước đầy đủ. Con này em reset rồi nha mọi người, mua về khỏi cần reset nữa. Đây, camera trước, camera sau đầy đủ. Oppo A5 2020 bản 128GB thì giá con này em đang bán là 2 triệu mốt nha mọi người. A5 2020 bản 128GB 4GB giá bán 2 triệu mốt. Rồi, tiếp theo em này về được dòng demo máy trần nè. Vivo V20 SE. Đó, lúc máy mới ra 8 triệu rưỡi đó, V20 SE, máy nguyên zin 100%, men zin, màn zin, vỏ zin, V20 SE. Mặt lên sau đẹp, mặt trước còn miếng siêu dán của hãng luôn nha mọi người. Con này còn miếng siêu dán màn hình của hãng luôn. Đó. Con này là Vivo V20 SE, màn hình 6.44 inch, AMOLED vân tay trong màn hình, chip cũng là Snapdragon 665, RAM 8GB 128GB, camera sau 48 chấm, pin con này 4100. Camera trước 32 chấm, con này cũng là hàng demo nha mọi người. Bao là màn zin. Men zin, màn zin, tại mấy cái hàng demo rồi đâu ai đi sửa đâu mọi người. Đây là nó còn một số video chạy demo nữa nè. Nó giới thiệu con Vivo này mọi người. Vivo V20 SE, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đầy đủ. Full chức năng hết. Thì tình trạng của con này là nó có bị lưu ảnh nha mọi người, tại vì hàng demo á, để bấm qua chế độ nền sáng cho mọi người xem. Đây, nó sẽ bị lưu dưới đây xíu rồi. Nó lưu cái chạy demo của mọi người, nó lưu cái hình tròn cái cảm biến vân tay á, lưu xíu này đó ha. Nói chung là mình xài bình thường chẳng sao hết. Thì nếu mà mọi người cứ để nền đen này, mình ngồi cứ để giao diện đen, xài bình thường tại giao diện đen thì tất cả cái ứng dụng mà của hệ thống này, thì nó đều là màu đen hết, mà xài mình sẽ không ảnh hưởng nha mọi người. Thì nếu mà thị trường thì V20 SE một số nơi đang bán giá là 3 triệu, 3 triệu mấy á, thì em con này là hàng demo. Bao mọi người là men zin, màn zin chưa qua xử lý thì giá con này em đang bán là 2.250.000. 2.250 nha mọi người. Rồi Reno Z, còn cây cuối cùng nè, Oppo Reno Z nè. Máy đẹp 98.99%, mặt lưng sau trắng ngọc trinh. Đây, viền gốc không cứng mốp nè mọi người. Đó. Thì đảm bảo cho mọi người là máy full chức năng. Đây, Oppo Reno Z phiên bản RAM 8GB 128GB nha mọi người. Cho chip Helio B90 thì nó ngang ngang với lại chip Snapdragon 720 á mọi người, 720 720G á. Pin con này 3.900 4.000 nha mọi người. Chip B90 màn hình 6.45 AMOLED vân tay trong màn hình, camera 48 chấm, camera trước là 32 chấm. Đây, camera cho mọi người coi. Camera là không phải dạng dừa đâu nha. 32 chấm, quá đẹp, chân dung xóa phông xóa gì tùm lum hết. Máy full chức năng, cảm ứng không lạng liệt, có vân tay trong màn hình nha mọi người. Đã bắt đầu từ dòng Renault là nó không có làm vân tay cạnh bên hay là vân tay phía sau rồi. Từ bắt đầu từ dòng Renault, Renault 2, Renault 3 tới giờ là vân tay đa số là trong màn hình hết nha mọi người. Đây, tới cái loa này, Renault Z. Máy full chức năng. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB thì giá con này em đang bán vẫn như cũ luôn, 2.700.000, tặng kèm trong góc lưng nha. Nếu anh chị mua hàng rồi trực tiếp xuống hệ bên em 0767 34 740. Rồi, LG V50S. Đó, con này cũng ở lại hơi lâu rồi nè. Đó, tặng kèm cho mọi người thêm ốp lưng dán cường lực nha. V50S máy nguyên zin áp luôn, ngoại hình cỡ 98-99%. V50S 98-99%, mặt trước đã dán cường lực luôn. Con này V50S thì được cái bộ trong 256GB, tất cả còn lại đều giống V50 nha mọi người. Có thêm cái 5G, màn hình 6.4 inch, AMOLED cũng vân tay trong màn hình luôn. RAM 8GB bộ nhớ 256GB, camera 13.12 chấm, camera trước 32 chấm, máy full chức năng một SIM nha, tại bán hàng thì nó không lên được 2 SIM mọi người. Con này V50S chỉ có bản Hồng Kông nó mới lên được 2 SIM thôi nha. Tại có một số anh chị hỏi con này lên được 2 SIM không thì em không biết. Tại vì thấy bản hàng thì hỏi báo thì nó kêu không có lên được.
V50S, máy full chức năng. Màn hình đẹp keng, không ám mố, không loạn liệt, không sọc, không đốm, không mụn. Giá em đang bán con này là 3 triệu tư, tặng kèm cho người ốp lưng. Anh chị nào mua thêm cắp sạc cộng cho em thêm 100 ngàn. Rồi ok ha, hôm nay chỉ có một số máy vậy thôi. Nếu anh chị mua hàng gọi trực tiếp số điện thoại bên em ha. Đây là số điện thoại bên em 0767347740. Nếu mình cần tư vấn gì mình có thể gọi trực tiếp số điện thoại này hoặc là nhắn tin Zalo giúp em nha. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người ở video sau.